chào đến ban tổ chức cùng toàn thể các bạn tham gia hội thi lễ sinh tân lịch tỉnh Sơn La năm 2021. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đỗ Thảo Anh, năm nay 16 tuổi, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai. Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai nằm trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, là ngôi trường có đầy bề dày Jessica và lý lịch tại Quỳnh Nhai. Vùng đất được mệnh danh là vịnh Hạ Long trên cát với vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa núi rừng Tây Bắc. Quỳnh Nhai nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch. Đầu tiên phải kể đến Linh Sơn Thủy Đình, đền Làng Han. Cả hai ngôi đền đều nằm ở vị trí linh thiêng và có phong cảnh hiệu tình. Bắc qua dòng sông Đà là cầu Bà Vân. Cây cầu được mệnh danh là cây cầu có cột trụ cao nhất Việt Nam. Con người nơi đây rất hiền hậu và mến khách. Nếu có dịp được đến thăm Quỳnh Nhai thì mọi người nhất định phải đến thăm nhà khách để có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân ở nơi đây, để hiểu và yêu thêm những nét truyền thống của người dân tộc Thái Tây Bắc. Tiếp theo, em xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Sở thích của em là thể thao và văn nghệ. Mọi người thường nói em có tính cách hòa đồng và nhưng lại khá khó tính và cầu toàn. Gần đây em có đọc một quyển sách tên là Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân, và em đặc biệt ấn tượng với một câu nói như sau: người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. Câu nói này có ý nghĩa như sau: dù bạn có là ai, dù bạn đến từ đâu và sống trong hoàn cảnh như thế nào, thì bạn cũng phải có cho mình một ước mơ. Dù ước mơ đó là lớn lao hay là bé nhỏ, thì nó cũng sẽ trở thành động lực để bạn tiến lên hàng ngày, cố gắng và tin tưởng vào bản thân. Có một ước mơ nào là thành công khi bạn thực sự cố gắng. Đến với công ty nữ sinh này, em mong muốn được giao lưu, học hỏi và rèn luyện những kỹ năng của bản thân. Em và hơn hết là em muốn mặc trên mình bộ trang phục của dân tộc Thái để thể hiện tình yêu của mình đối với vẻ đẹp truyền thống của dân tộc. Em rất mong các bạn tham gia hội thi sẽ tự tin và đạt được kết quả như mong muốn. Cuối cùng, em gửi xin